Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính như sau. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ trên trường tỉnh họp khẩn triển khai công tác ứng phó với bão số 5. Bộ Y tế khẳng định chưa có kế hoạch rút lực lượng khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thống Mỹ công bố chiến lược chống COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 có thể sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền tỉnh Quảng Bình trong những ngày tới. Sáng nay 10 tháng 9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ trên sở tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn theo hình thức trực tuyến với các sở ngành địa phương để triển khai các công tác ứng phó với cơn bão số 5. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ huy chủ trì cuộc họp. Tham dự tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Do ảnh hưởng của bão số 5, trong những ngày qua trên địa bàn toàn tỉnh đã có mưa to đến rất to. Dự báo trong thời gian tới tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng thấp trũng. Toàn tỉnh hiện có tổng số tàu thuyền là 6.792 phương tiện. Tính đến 6 giờ ngày 10 tháng 9, còn 4.004 phương tiện với 625 lao động đang hoạt động trên biển. Các phương tiện đã nắm được thông tin bão, hiện đang trên đường vào bờ tránh, trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Về nông nghiệp, các địa phương đã triển khai thu hoạch 13.400 hecta lúa, đạt tỷ lệ 87%. Diện tích rau màu đã thu hoạch là 1.790 hecta trên tổng số hơn 8.900 hecta. Toàn tỉnh có hơn 3.310 hecta diện tích đang nuôi trồng thủy sản. Đối với các hồ chứa trên địa bàn, hiện dung tích đạt trung bình 33%. Do mưa lớn nên một số tuyến đường như đường vào bản Bạch Đan, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy bị sạt lở đất. Hiện tại phương tiện không qua lại được. Tại km 33+200 quốc lộ 9C đoạn qua xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy cũng bị đá sụt trượt gây tắc đường. Hiện tại cả đơn vị đang tập trung máy móc thiết bị để nỗ lực thông tuyến hai làn xe. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã lên kế hoạch sơ tán dân tại 19 điểm nguy cơ sạt lở cao với tổng số 493 hộ với 1.878 khẩu. Để chủ động ứng phó với bão số 5, ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành công điện về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng thời tổ chức nhiều đoàn trực tiếp về kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5 tại các địa phương xung yếu, các địa phương ven biển. Các đơn vị địa phương cũng đã khẩn trương triển khai các phương án phòng chống bão, mưa lũ gắn với phòng chống dịch COVID-19. Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ đêm 8 đến sáng ngày 9 tháng 9, trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, làm nhiều diện tích cây hoa màu trên địa bàn phường Quảng Long bị ngập úng. Phường Quảng Long là địa phương có diện tích trồng rau màu và hoa lớn nhất thị xã Ba Đồn, sản phẩm được tiêu thụ trên địa bàn và các huyện lân cận trong vùng. Tuy nhiên, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập úng hơn 50 hecta hoa màu, chiếm 70% diện tích hoa màu trên địa bàn phường, tập trung chủ yếu ở vùng trồng hoa màu tại tổ dân phố Trường Sơn. Hiện chính quyền địa phương đã vận động bà con khẩn trương khắc phục thiệt hại, khơi thông cống rãnh và vận hành hệ công suất các máy bơm giúp tiêu úng kịp thời, khẩn trương thu hoạch sổ hoa màu đã đến kỳ thu hoạch nhằm hạn chế thiệt hại do ngập úng. Thời gian qua, huyện Lệ Thủy đã tập trung gia cố các công trình thủy lợi nhằm đảm bảo nguồn nước sản xuất, sinh hoạt, đồng thời bảo vệ tính mạng tài sản của người dân trong mùa mưa lũ. Trên địa bàn huyện Lệ Thủy hiện có 28 hồ chứa đập dâng với tổng dung tích trên 143 triệu mét khối, trong đó 24 hồ chứa đập dâng do cấp xã quản lý và 4 hồ do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình quản lý. Đợt lũ lịch sử tháng 10 năm 2020 đã làm thiệt hại nhiều công trình thủy lợi, khiến sản xuất của huyện gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành những công trình trọng điểm được xây dựng từ năm 2020 để kịp thời phục vụ sản xuất, đảm bảo an toàn khi mùa mưa bão tới. Bên cạnh đó, năm 2021, huyện cũng đã vận dụng các nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương của tỉnh để tu sửa 25 công trình thủy lợi với kinh phí trên 47 tỷ đồng. Chuyển sang những thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sau thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về toàn dân đoàn kết tham gia phòng chống dịch COVID-19, những ngày nay, nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục chung sức ủng hộ về mọi mặt cùng với tỉnh nhằm khống chế,
để lưu dịch bệnh. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hưng ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền 200 triệu đồng. Đây là lần thứ hai công ty tham gia ủng hộ quỹ. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dự án Liên Minh có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương ủng hộ các trang thiết bị như đồng hồ, mặt nạ thở oxy, mặt nạ chống giọt bắn, khẩu trang y tế, áo quần bảo hộ y tế với tổng trị giá 800 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao phân bổ các trang thiết bị này cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, huyện Bố Trạch và một số cơ quan chức năng tham gia tuyến đầu chống dịch. Từ ngày 28 tháng 8 đến nay, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng. Trực tiếp tiếp nhận tấm lòng từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận, cảm ơn tình cảm, tinh thần vì cộng đồng của các doanh nghiệp, đơn vị, đồng thời mong muốn các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần để cùng với tỉnh Quảng Bình chung sức, chung lòng sớm đẩy lùi dịch bệnh. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dự án Liên Minh tỉnh Bình Dương đã đến ủng hộ xã Quảng Đông và trung tâm y tế huyện Quảng Trạch các trang thiết bị phòng chống dịch như khẩu trang, mặt nạ chống giọt bắn, áo quần bảo hộ y tế, găng tay, màn chống muỗi với tổng trị giá 200 triệu đồng. Tại buổi tiếp nhận, đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã ghi nhận tinh thần vì cộng đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dự án Liên Minh. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ về vật chất tinh thần để cùng với địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Được biết, từ khi phát động đợt cao điểm đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch đã nhận được sự hỗ trợ của trên 1.000 tập thể và cá nhân để ủng hộ với tổng số tiền mặt gần 1,7 tỷ đồng và 156 tấn hàng hóa ủng hộ bà con các tỉnh phía Nam, trị giá khoảng 240 triệu đồng. Nhằm động viên tinh thần và chia sẻ khó khăn với các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, trong những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch đã hỗ trợ gần 120 triệu đồng cùng 200 bộ áo quần bảo hộ cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Tại các chốt kiểm soát, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận huyện Bố Trạch đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chia sẻ khó khăn với các lực lượng. Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận huyện Bố Trạch đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, huyện Lệ Thủy đã triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi 2 đợt 4 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1. Đến nay, huyện Lệ Thủy đã triển khai tiêm 4 đợt với 5.583 liều, trong đó tiêm trả mũi 2 cho đối tượng tiêm mũi 1 là 3.375 liều, chưa tiêm trả mũi 2 là 2.208 liều. Các phản ứng sau tiêm thường là sốt nhẹ, đau đầu, sưng tại chỗ tiêm, chưa có trường hợp nào có những phản ứng bất thường sau tiêm. Sáng ngày 10 tháng 9, Quảng Bình tiếp tục ghi nhận 43 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh là 1.113 ca, trong đó có 199 ca đã được xuất viện. Tất cả các ca mắc mới đều ở trong khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh, trong đó 5 ca ở khu phong tỏa phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, 33 ca ở huyện Bố Trạch, thuộc khu phong tỏa các xã Đức Trạch, Hải Phú, Nhân Trạch, Sơn Lộc, Thanh Trạch và thị trấn Nông Trường Việt Trung. 5 ca còn lại được phát hiện tại các khu cách ly tập trung, trường chính trị tỉnh, khách sạn Việt Lao. Trong 24 giờ qua, có thêm 21 bệnh nhân được xuất viện. Tính đến 6 giờ ngày 10 tháng 9, Quảng Bình còn 914 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị. Có 25.136 trường hợp F1 và F2 liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, đã có 35.329 người được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trước chiều hướng dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số các bệnh liên tục được ghi nhận. Nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đồng Hới đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố đã thành lập nhiều đội hình shipper áo xanh để tình nguyện vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân trong khu vực bị phong tỏa, khu cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Tại phường Hải Thành, tổ chức đoàn thanh niên đã thành lập đội hình shipper xanh. Lúc đầu đội có sự tham gia của 20 tình nguyện viên. Sau đó do tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, cả các bệnh tăng lên, một số tình nguyện viên phải tự cách ly do liên quan đến các ca dương tính. Chính vì vậy, đến nay, đội shipper xanh của đoàn phường Hải Thành hiện hoạt động chỉ còn 7 thành viên. Khi mà dịch bệnh bùng phát ra thì Đảng ủy và chính quyền địa phương
đã đặt ra một cái bài toán, đó là phải giải quyết được cái khâu vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là nhu yếu phẩm để mà phục vụ bà con, thì bà con mới yên tâm để mà ở yên trong nhà và giãn cách trong dịch. Thì lực lượng đoàn đã xung phong đảm nhận cái vai trò là giao nhận hàng hóa cũng như là mua hàng hóa hỗ trợ cho bà con, để đảm bảo được bà con luôn luôn có được cái nhu cầu yếu phẩm phục vụ đời sống sinh hoạt của mình và không khó khăn trong mùa dịch. Mỗi ngày bất kể nắng mưa, đêm hay ngày, các tình nguyện viên đều có mặt tại các điểm phong tỏa của phường do có ca mắc COVID-19 và các điểm chốt trên phạm vi toàn phường để nhận giao hàng đến tận ngõ từng gia đình và đồng thời nhận tiền, nhận phiếu đi mua những mặt hàng như thực phẩm, thuốc uống, đồ dùng sinh hoạt giúp bà con. Chúng tôi có nhiệm vụ là đưa hàng từ các chốt vào cho các khu dân như hàng rau củ quả, rồi cơm gạo, mì tôm các thứ. Chúng tôi luôn bảo dân là giãn cách xa 2 mét trước khi nhận hàng, hàng hóa thiết yếu, chứ không để dân ra ua ra để mà nhận hàng gần nhau. Quan tình nguyện shipper sánh phạt tuyệt vời. Nói chung là khi nào là dân cần là có. Nói chung kể cả mưa gió đêm hôm gì mà dân cần cái gì là cửa điện shipper sánh là có hết. Quá tốt, tuyệt vời. Còn ở trong nhà thì có ông mẹ là trên 80 tuổi rồi nên họ phương cũng có hỗ trợ cao cơm mà mọi gì cả mũ đôi chứ là có hết. Rau xanh rau sạch thì là nói chung phương cũng có hỗ trợ. Trong quá trình hỗ trợ người dân, mỗi thành viên của đội đều nhắc nhở nhau chú ý đến công tác phòng dịch, đeo găng tay y tế, khẩu trang và luôn tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế khi đến mua hàng, giao hàng, đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch. Vì tình hình diễn biến của dịch rất phức tạp nên khi mà các bạn nghỉ rồi thì cái lực lượng đoàn viên là rất là nhiều bạn đăng ký để mà tham gia vào cái đội tình nguyện shipper xanh của đoàn thanh niên Hải Thành. Nhưng mà nhận thấy rằng là tình hình bệnh diễn biến rất là phức tạp nên nhóm bắt buộc phải hạn chế số người và duy trì với số lượng là 7 bạn đoàn viên. Và vì vậy nên thành ra cái khối lượng hàng hóa vận chuyển cho bà con rất là đông và thành ra là cái lực lượng đoàn viên thanh niên khi nào cũng quá tải, đặc biệt là các số điện thoại trong đường dây nóng là luôn luôn là trong tình trạng là điện thoại liên tục ạ. Phường Hải Thành là không có chợ, tuy nhiên chúng tôi đã thành lập cả cái tổ ship hàng của đoàn thanh niên để đưa hàng tận nhà để người dân không được ra đường. Mà khi thực hiện chỉ thị 16 thì cái này về phía đoàn thanh niên cũng làm rất là tốt. Sắp tới đây thì chúng tôi sẽ phát huy cái này và cố gắng để người dân yên tâm ở nhà. Không chỉ ở phường Hải Thành mà hiện nay toàn thành phố Đồng Hới đã có 7 đội shipper xanh với gần 200 bạn tình nguyện viên tham gia. Hiệu quả mà mô hình mang lại rất lớn, vừa đồng hành và hỗ trợ người dân chống dịch, vừa ghi dấu ấn mạnh mẽ của tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh nhà vì cộng đồng, góp một phần nhỏ vào công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.